Chấm vậy là ăn mới đã. Mật Food chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mật Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Phước của Mập nha. Hôm nay Mập ăn mì cay với lại tôm mực luộc chấm với lại muối ớt xanh này cả nhà. Mập mời cả nhà thưởng thức với Mập nghe, mì cay hải sản nha cả nhà. Hôm nay Mập uống trà đá à. Ở đây thì Mập có chuẩn bị hai gói mì nha. Hôm nay Mập làm mì nước nha cả nhà. Nói chung thì cũng mì cay á, còn đây có kim chi nhà Mập bán nè, còn ở đây là muối ớt xanh nè cả nhà, còn ở đây là mực ống nè, rồi bạch tuộc nè cả nhà. Hai cái này thì nói chung Mập cũng không biết nhiều nữa, Mập được tặng á, thì Mập lấy ra Mập ban đầu thì suy nghĩ là tính làm sốt cay hoặc là nấu lẩu hải sản nữa cả nhà, nhưng mà thôi để Mập luộc Mập ăn cho nó nguyên bản luôn, rồi Mập mời cả nhà ăn với Mập nha. Đây ăn mì cay trước đi. Đó đây hai gói nữa nha, nó lên khói bốc ngun ngút luôn. Cái này nó cũng cay mà không có cay quá ở nhà, nó không cay giống như sâm giang. Cái này là mì kim chi. Nó không có cay quá, nó hơi the the thôi à. Hôm nay ăn mì cay. Để một tí à, Mập sẽ nói cái này. Đây. Con mực này cả nhà, mực ống nè, hồi nãy nó cũng bự lắm mà nấu nó cũng teo rồi. Cái này nó không có bị teo quá nha. Ui. Nó không có bị tê quá, hơi hơi thôi. Giòn. Gắn cá xịt nước ra luôn cái nào. Cái này mực là ở ngoài Vũng Tàu gửi cho Mập luôn á. Nước chấm thơm ngon, cộng thêm mực ngon nữa. Quá xuất sắc luôn. Không phải người ta khen ngon á. Ủa người ta cho mà mình khen ngon đó nha. Nhưng mà thật sự là đồ mà ở đồ biển mà ở ngoài Vũng Tàu nữa, cả nhà biết rồi đó. Nó tươi nó ngon cỡ nào đó. Huống hồ chứ lại là cái món mà Mập thích nữa. Mấy chị đó nghe mập nói là thích ăn hải sản á, bạch tuộc với mực thì chị ấy gửi cho một đống luôn. Mà ăn cái nữa, chia sẻ cái nữa, hôm qua bà kia có bà kia bà vô bà hỏi Mập á,
chứ bà nhỏ chứ không phải bà bự đâu. Bà nói anh Mập ơi, sao anh hay quá vậy, anh ăn đồ nóng mà đồ cay đồ không mà sao mặt nóng nó mụn, trời ơi bữa nay nó quến đen cục ở đen cục mà cả nhà, thiệt chứ quả tôi làm chi cho tôi nổi hai cục mụn chà bá lên không biết. Bữa nay ăn mì cay cho nó văng một mụn ra luôn nha cả nhà. Lấy đọc gì đọc. Cái đầu ơi. Đó. Giòn ngon nha. Tới tan địa rồi. Mà có thể ăn hải sản quanh năm suốt tháng được luôn đó nha. Người nói á, hải sản không có mập. Đây. Cái này là bạch tuộc nè. Để mập ăn bạch tuộc thử xem sao nha. À, để mập cắt ra. Ở đây thì mập làm có 3 con thôi. Cho nhiều lắm. Mập nhận mà mập hú hồn luôn mà. Rồi. Quên chắc bạch tuộc mà đi ăn mực. Đó cả nhà. Đây bạch tuộc nè. Chấm vậy là ăn mới đã. Mập tính cắn ra mà cắn ra nó không đứt luôn cả nhà, nó dai nó giòn. Xuất sắc. Túi này thơm lắm. Quá ngon. Cái này là muối này cả nhà. Một cái để wasabi luôn nữa. Ăn nó nằm á. Ai mà ăn wasabi không được, không ăn muối này được. Nồng.
Vị cay này vừa vừa khẩu vị, không cay quá, không có cay bạo cả nha. Đã nha. Gì tới đầu mực đi, cái này thì nó giòn, nó giòn đúng nghĩa luôn, còn cái này dai và giòn. Nó trên cái phần này nè cả nhà, nó dai xuống tới cái gầu á, ở cái tua gua của nó giòn. Này chắc mãi mập làm có 2 kg á. Nó ngon. Hồi nãy nó dài vậy nè, mà nó bự lắm. Bỏ vô luộc cái nè, nó nhỏ à. Đây rồi. Giòn quá nha. Cái này nè, mình có thể xào cần nè, nấu hủ tiếu nè, rồi nấu bún riêu cũng được. Bún riêu thì cái này nó ngon hơn, làm được nhiều món lắm. Ăn lẩu, lẩu Thái.
Một dẹp bát tôm. Con này là con to nhất rồi đó nha. Cái nhà thấy nó dày không? Cái này chắc một nghĩ 300, 300 mấy một ký. Còn cái bạch tuộc hồi nãy chắc nghĩ là 200 mấy á. Ủa, bây giờ anh lại làm ít rồi. Nước chấm này này cả nhà làm dễ lắm, giống như là mình mua mấy trái ớt xiêm xanh về á, cái mình làm xay với sữa là muối là bột ngọt nè, rồi thêm một tí bột tạt nữa. Nếu mà ăn ai ăn được bột tạt nghe wasabi á, nó thì nói chung ăn chấm hải sản rất là bắt luôn nghe nha. Đó thì hôm nay Mập quay lại với món ăn nha. Hôm nay Mập ăn mì mì cay với lại mực nè, mực mực ống rồi bạch tuộc cả nhà. Đó thì nói chung thì cũng rất là ngon luôn nghe nha. Cái này thì được tặng, nói chung là được tặng mà nếu mà cũng dở mà cũng sẽ nói dở chứ. Nói chung thì review cho cả nhà cảm thấy hấp dẫn thì nói chung là thật sự, nhưng mà cái nào cũng phải nói thiệt cả nhà. Thì Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái clip hôm nay cũng Mập nhiệt tình nha. Với lại cái nếu mà cả nhà nếu mà thấy món ăn hôm nay ngon nè, hấp dẫn nè, thấy Mập ăn thấy thèm nè, xuất sắc nè, thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai có góp ý gì thì bình luận phía bên dưới phần bình luận để Mập biết mà hoàn thiện hơn như những clip sau cả nhà. Còn nếu mà cả nhà mới xem được clip này mà mới biết tới kênh của Mập thì nếu mà thấy clip hay nè, kênh hấp dẫn nè, đáng được đăng ký thì đăng ký ủng hộ Mập nha. Nhớ nhấn cái chuông cái bên dưới đăng ký để mỗi mốt Mập ra clip cái YouTube sẽ thông báo điện thoại cả nhà lên xem ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6, 7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.